Chào các bạn. Hôm nay thì mình lại tiếp tục có một video. Xin trân trọng thông báo với tất cả các bạn ở trên YouTube là mình sẽ chuẩn bị có một buổi live stream vào tối ngày Chủ nhật nhằm ngày 14 tây tháng 7 2024, và ở dưới sẽ là mùng 9 tháng 6 2024 nha các bạn. Buổi live stream sẽ dự kiến bắt đầu từ 6 giờ 30 cho đến vào 8 giờ 30 tối, tức là 2 tiếng đồng hồ. Và qua cái video này á, mình mời các bạn là cho mình tư vấn luôn là các bạn muốn mình live stream vào những ngày cuối tuần hay là đầu tuần, vào khung giờ nào. Mình cứ việc comment vào trong video này để mình biết và mình chỉnh sửa lại cái giờ giấc để cho nó hợp lý hơn, giúp các bạn theo dõi mình dễ hơn và dễ chốt like hơn ha. Bởi vì mình chốt ở trên live stream á, mình sẽ còn được tặng thêm những phần quà rất là ý nghĩa cho các bạn. Giá thì sẽ có giá tốt nữa nè. Đó. Đây là khu vực ở trong kho xe, đây là quầy Thái. Sáng giờ là khách đến với mình rất là đông và vẫn đều đặn ship đi cho các bạn trên toàn quốc. Mình chuẩn bị ship đi một chiếc Super Cup đi tới Đà Nẵng đó các bạn. Nói chung là ship đi Hồ Chí Minh là bây giờ là chuyện nhỏ rồi. Ship đi tới Đà Nẵng, Quy Nhơn, rồi Hà Nội ha. Mình nhắc lại nha, buổi live sẽ dự kiến vào ngày Chủ nhật và từ 6 giờ 30 tối đến 8 giờ 30 tối nha các bạn. Chủ nhật này là ngày 14 tây tháng 7 2024, nhằm ngày mùng 9 tháng 6 2024 âm lịch. Và mình mời các bạn vui lòng, mình nhắc lại nha, là live stream vào những ngày nào trong tuần và từ mấy giờ tới mấy giờ, thậm chí là live stream vào buổi trưa này, các bạn có thích không? Mình có thể là mình nhắn tin vào luôn, mình sẽ lọc lại tin nhắn đó và mình sẽ xem là ý kiến các bạn là vào khung giờ nào, ngày nào hợp lý hơn. Mình sẽ cố gắng mình có những buổi live stream và đúng cái khung giờ mà các bạn yêu cầu. Tất nhiên là mình sẽ chọn lựa yêu cầu nhiều thì mình sẽ ok ha. Và địa chỉ cửa hàng Quy Duyên là ở số 67 đường Triệu Nô, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha. Các bạn biết không, phía trước thì cửa hàng nó không có lớn, mặt tiền nó không lớn, nhưng mà phía sau các bạn nhìn thấy nè, kho nói kho rất là nhiều. Thì trong buổi live stream đó mình cố gắng là mình like tất cả các dòng xe tại cửa hàng. Đây, xe này nữa nè các bạn. Dòng xe này là Yamaha nhập khẩu về ha. Yamaha bên mình nhập khẩu về đó các bạn. Động cơ là Blue Core Hybrid nè. Đây là kho xe nhập. Và còn một cái head Honda nữa các bạn. Head Honda Huỳnh Bạch Tùng. Địa chỉ là bên số 9 đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Và mình sẽ ship xe toàn quốc đó các bạn. Các bạn cứ việc chốt like đi, vừa có giá tốt vừa có quà tặng, và sẽ ship xe toàn quốc luôn cho các bạn. Mình rất là mong những cái phản hồi, những cái ý kiến của các bạn ở trong video này để giúp mình có những buổi live tới nó sẽ tốt hơn và những khung giờ ok hơn. Rồi, có lẽ là mình sẽ khép lại cái video này đây nha. Chào các bạn.